Tâm Bình xin mời bà con và cả nhà đến với Tâm Bình là thai dây điện bị đứt phần 2 của vượt sông cầu Long Toàn. Đó, hôm trước là phần 1, bây giờ Tâm Bình nhìn giới thiệu các bạn là phần 2. Đó các bạn ơi, là đã kéo cái cọng dây mới lên, đó là dây bọc dây trần 185. Họ nó chìm xuống đáy sông để mà kéo qua bên đây để mà đưa lên trụ là thai dây mới các bạn ơi. Bây giờ cọng dây là đang nằm chìm ở dưới đáy sông đó các bạn. Cái vuông này là mấy cái vuông này là bà con ta nuôi tôm để mà ta thả vô, nhưng mà thả tôm nhưng mà con giống nhưng mà ta nuôi thiên nhiên nha bạn. Nước ra vô ngoài sông nó nuôi thiên nhiên. Chúng ta kéo dây mồi qua bên sông. Ở bên sông mới chầu cọng dây điện bọc trần, dây trần là 185 vô đây mà máy bên đây là rút qua các bạn ơi. Đó, hai cái đường điện trên đó là hai đường điện của 110 và 500 đó các bạn. Đó, cũng gần tới giờ cơm các bạn, các đồng đội mình đem cơm qua để mà chút xíu anh em ăn cơm trưa các bạn. Tâm Bình đang ngồi trên đà ở trong cái trụ bê tông, trụ hãm trong bê tông này các bạn ơi, trụ hãm bê tông này. Tâm Bình đang ngồi trên đà mà Tâm Bình quay luôn đó các bạn. Đó, từ cái trụ sắt đó để mày vô tới trụ của Tâm Bình ngồi, từ trụ của Tâm Bình làm vụ để mà đi dẫn đường điện đi cái qua các vuông của bà con ta đó các bạn ơi. Cái trụ sắt này là cao là gấp gần gấp đôi cái trụ mà bê tông này các bạn ơi. Cái trụ sắt, cái trụ bê tông trong này Tâm Bình làm ra là trụ 20 mét các bạn, 20 mét. Từ trên cao, từ trên trụ mà Tâm Bình ngồi, Tâm Bình quay xuống. Các bạn thấy là Tâm Bình đang ngồi đâu ai. Này, vừa ngồi vừa là mới vừa kéo được mấy cọng rồi các bạn ơi. Bắt đầu tiếp tục chuẩn bị là kéo tiếp tục cho hoàn thành thành hết cái phần 2 của hôm nay. Từ trên cao Tâm Bình ngồi, Tâm Bình quay xuống các vuông. Đó các bạn thấy là cái trụ sắt của bên đây, Tâm Bình đang làm vụ là trụ sắt đó là kéo để vượt sông bên kia để mà thay mấy cọng dây bị đứt. Chiếc cẩu đi ngang nó va chạm vô là mà đứt hết mấy cọng các bạn ơi. Từ trụ sắt này qua tới trụ sắt bên kia là 300 mấy, gần 400 mét đó các bạn. Thì mình đang đút cái ống ép vô đây mà ép đây mà ngồi để mà nối dây lại các bạn ơi, nối mấy cái lèo lại. Ống ép nó bằng nhôm nữa các bạn, bằng nhôm. Chúng ta đút vô cọng dây đó, ta dùng kìm ép để mà ta ép cho nó dính lại. Lúc đó là Tâm Bình đang vừa một tay làm nè, Tâm Bình một tay quay đấy các bạn ơi. Đó các bạn là thấy là ép đây rồi đó các bạn ơi. Đó là cái dấu là mình đang ép rồi đó các bạn. Nó móp vô về đây mà nó cắn vô cọng dây điện đâu mà cho nó cứng các bạn ơi.
Ở tâm mình đang ngồi trên xà đó mà tâm mình quay xuống đó bạn. Đó là đồng đội cùng làm với tâm mình. À, đồng đội của mình là đang qua bắt mấy cái kẹo con tôm để kẹp dây lại cho nó chịu lại đó bạn ơi. À, xiết mấy con tán vô. Đó, cái này là ba đường điện nó đi song song với nhau. À, mấy đường điện này nó dẫn về ngay chỗ là nhà máy nhiệt điện nha các bạn. Đó, cái trụ bên đây là trụ bị là xà lan đi ngang, cả cái cẩu nó đi ngang nó bị va chạm vô nó đứt đấy bạn. Là cái trụ sắt bên đây đó bạn ơi, tâm mình đang thay đấy. Ở bên kia xong là đồng đội chúng ta cũng đang làm bên kia xong nữa mà dây xả từ bên kia là mà máy rút lên bên đây nha các bạn. À, mấy cái vuông trong đây là bà con ta đang nuôi tôm các bạn ơi. À, thả thiên nhiên sống nước lớn rồng là cho nó ra vô đó các bạn. Đó, cái đường điện này đi băng qua các vuông tôm bà con chúng ta. Và bên đây là các đường dây của 500 kV và 110 kV và 220 kV. Đó là các cái chòi của mà các vuông bà con ta giữ tôm đó các bạn. Đây lúc này là tâm mình đang ngồi trên trụ, tâm mình quay suốt. À, mình đeo đai vô cái xà sắt là tâm mình ngồi là tâm mình quay đấy các bạn ơi. Trong lúc làm rảnh thì tâm mình tranh thủ tâm mình quay. Tâm mình cùng làm với đồng đội, các đồng đội của tâm mình nữa ngoài. Cái trụ trong tâm mình làm là tới 3-4 người làm nữa ngoài ơi. À, vì công việc rất là nhiều. Từ trên cao mà ngồi mà quay xuống các phong cảnh là của các cái vuông tôm của bà con đây. À, nhìn rất là đẹp đó các bạn, nhìn. Hai cái trụ của bên đây là đường dây 500 và 110 đó, rất là cao các bạn ơi. Có cái trụ 220 kV đường điện này là cái trụ này cũng hơi là thấp. Nó thấp so với hai trụ kia chứ nó cũng là mấy chục mét trở lên các bạn ơi. Từ cả 30 mét. Trụ bên này sắt bên này cả 30 mét đó các bạn. À, mình kéo qua mình ép được được mấy cọng rồi các bạn ơi. Đó, được một nắp ở trên rồi các bạn. Cũng gần hoàn thành cái đường dây bị đứt rồi các bạn ơi. Ở lúc này là tâm bình đồng đội đang làm, đó là lúc là trời gần sụp tối đó các bạn. À, đèn lên, à, đèn đỏ đỏ đó là ở nhà máy nhiệt điện đó các bạn ơi. Đó, giờ tâm bình đang là quay cảnh mà đồng đội đang ép đó các bạn. À, hoàng hôn đang ngã xuống, à, đang sụp xuống, à, sắp tối rồi các bạn. Nhưng mà vì nhiệm vụ mà anh em phải ráng làm để cho xong mới được được cho hoàn thành hết các bạn. Đó, đang để kìm vô để mà ép dây đó. Này không phải là tâm mình quay tối mà gì là cái hoàng hôn là buông xuống các bạn ơi, sụp tối, trời sụp tối. Đó, mặt trời là lặn về hướng đó, các bạn thấy là phong cảnh nhìn trên mây, các mây áng mây rất là đẹp. Đó, ở thành phố ở Duyên Hải là ở cái ngoài chợ đó, các bạn thấy là các đèn nó là lên. Đó, chỗ đèn sáng sáng đó là cái chỗ nhà máy nhiệt điện đó các bạn.
đó cái đèn cảnh báo của quán chủ sắc. Tâm Bình giới thiệu các bạn là thai dây phần 2 của cầu Long Toàn. Thì đến đây video của Tâm Bình đã hết. Thì Tâm Bình xin hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Tâm Bình xin hẹn gặp lại các bạn. Chào và hẹn gặp lại các bạn nha.